Thưa quý vị và các bạn, song song với những giải pháp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, thời gian qua thì Cục Hải quan Bình Dương đã chú trọng đến việc ngăn ngừa vi phạm trong hoạt động xuất nhập khẩu, phát hiện nhiều sai phạm về công tác hậu kiểm, chống thất thu cho ngân sách nhà nước. Theo Tri cục kiểm tra sau thông quan Cục Hải quan Bình Dương, từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị đã thực hiện 25 cuộc kiểm tra sau thông quan, phát hiện nhiều hành vi vi phạm của doanh nghiệp, truy thu kịp thời các khoản thuế vào ngân sách nhà nước với số tiền gần 9 tỷ đồng, góp phần chống thất thu có hiệu quả. Các sai phạm của doanh nghiệp được phát hiện qua công tác hậu kiểm chủ yếu là tranh lệch thiếu thừa nguyên phụ liệu giữa hàng hóa thực tế tồn kho so với sổ sách kế toán và khai báo hải quan đối với hàng gia công và sản xuất xuất khẩu, khai sai mã số, thuế xuất hàng hóa, khai sai xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Ngoài ra, qua công tác kiểm tra, Tri Cục Kiểm tra sau thông quan còn phát hiện một trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa sử dụng giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Form E không hợp lệ để được hưởng ưu đãi về thuế, với tổng số tiền thuế truy thu lên đến hàng chục tỷ đồng. Do có yếu tố phải khởi tố vụ án hình sự nên vụ việc này, đơn vị đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm. Từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan Bình Dương đã phát hiện khoảng 300 trường hợp vi phạm pháp luật về hải quan, Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính và truy thu thuế gần 30 tỷ đồng.